Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố kết quả xác minh về vụ việc liên quan đến bằng cấp của ông Vương Tấn Việt, hay còn được biết đến với danh xưng Thượng tọa Thích Chân Quang. Theo báo Tiền Phong, sau quá trình điều tra và xác minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã kết luận rằng ông Vương Tấn Việt đã sử dụng bằng cấp 3 bổ túc văn hóa không hợp pháp và ông đã chính thức thừa nhận sự việc này. Trong thời gian qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thực hiện quy trình kiểm tra kỹ lưỡng, phối hợp với các cơ quan chức năng để làm rõ vụ việc. Kết quả điều tra cho thấy, bằng cấp của ông Vương Tấn Việt không có giá trị pháp lý và ông đã tự nguyện giao nộp các văn bằng này để xử lý theo quy định của pháp luật. Điều đáng chú ý là các cơ sở giáo dục đại học có liên quan đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu nhanh chóng thu hồi các văn bằng đã cấp cho ông Vương Tấn Việt. Đồng thời, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng khuyến khích các trường đại học ra soát lại quy trình đào tạo để tránh xảy ra các trường hợp tương tự trong tương lai. Vụ việc của ông Vương Tấn Việt đang thu hút sự chú ý lớn từ dư luận, đặc biệt là trong bối cảnh việc đảm bảo tính minh bạch trong giáo dục đang trở thành vấn đề được xã hội quan tâm. Dù ông đã có hành động thừa nhận và tự nguyện giao nộp các văn bằng, nhưng trường hợp này vẫn là một bài học lớn về tính trung thực và trách nhiệm trong việc sử dụng các tài liệu chứng chỉ học thuật. Phát hiện này không chỉ ảnh hưởng đến danh tiếng cá nhân, mà còn là lời cảnh báo mạnh mẽ về tầm quan trọng của việc giữ gìn đạo đức nghề nghiệp, đặc biệt là đối với những người có tầm ảnh hưởng trong xã hội.